Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà thân thương. Xin chào cả nhà thân thương. Trời 4 giờ chiều mà giờ còn nắng quá trời nắng luôn. Núp đây cho mẹ ngoan cắt cỏ, cắt rau. Hôm nay mình còn mấy cái cọng rau thơm này các bạn. Ôi, không nghe cao quá trời cao luôn nè. Cao quá trời rồi. Hôm nay mình cắt vô mình cú bánh tráng mình ăn. Hôm nay mình làm cá lóc ăn. Cá lóc chiên sốt me. Cao quá trời luôn nè. Ngon ngút luôn rồi, giống chủ luôn rồi. Đó, đậu bắp này nó ra trái nè. Hốp xanh bắt đầu ra trái nè. Đậu bắp tím cũng bắt đầu có trái nhiều rồi nè, được hai trái rồi. Từ hình được hai trái rồi. Cắt hết luôn anh Tân. Mình cắt hết đi, cho con gãy phân luôn. Con vô phân đó. Bên đây nó già quá trời luôn. Sâu. Còn ở đây là nó bị cái gì? Con gì mà nó cũng cuốn lá nè. Cái này chắc mình phải xịt thêm tỏi. Được không? Hử? Đâu bột tỏi á, bột tỏi. Tỏi nó làm hôi á, mấy con ngái nó đi, gầy nó đi. Rau thơm không hả? Có không lũi không ta? Có chứ, không lũi đó mà chung nghe mà. Cái đó là húng cây, cái này đang cắt đó là húng cây. Mẹ kêu rau thơm không à? Nó thơm mà chung với luôn các loại luôn á. Hồi đó giờ mẹ kêu vậy cái quen. Nắng quá trời nắng. Quá trời quá đất rồi. Cây cốc thái của mình ăn ra trái nữa nè. Cháy quá trời trái luôn. Nó mới bé tí ti là nó có trái rồi đó các bạn. Và nó trái suốt luôn. Trái quanh năm luôn á. Thơm. Sắp có cốc ăn rồi. Nó ăn cay, nó ăn cay nó sợ luôn á. Cay, thằng nó mới lớn mà nó ăn cay. Trồng bưởi gì vậy? Trồng bưởi hả bỏ? Bỏ. Bỏ. Dạ, còn vậy. Ừ. Đây, con bịch phân sinh học á. Đó, mua rồi. Đâu? 200 mấy. Cái mùi đó nó giống như cái mùi cá khô mùi nó hôi lắm biết ăn vô phân rồi là không thấy cua nè ba đồ cá chết rồi á không tốt gì luôn. Làm như là ăn bị viêm họng hay gì không? Tôi hả? Không biết gì nữa. Viêm họng mới vậy đó. Mẹ à, ủa mẹ muối đây. Nó không có đau. Mà ăn đồ cay thơm. Bây giờ ăn cay ít hết biết cay rồi. Ăn có gì cho cát cho nhiều. Ngồi cho đủ bốn tài quýnh tiếng lên. Đâu cái mít của mình nó ra trái này các bạn là mình sẽ chừa nó trái gần cái gốc á để cho nó không có quằn cây tại trái nó cũng lớn nè. Đây nè một trái nè hai trái ba trái bốn trái và mấy cái bông nữa. Đó.
Bên đây có một trái đậu nè. Nhưng mà cái nhánh này nhỏ quá, nhánh này mà ra trái đậu là phải một là phải mấy cây chổi, hai là nó bị tét cây. Gặp cá lóc nuôi còn nặng nhất nữa. Mỗi viên là 102. Ba con đó 1 ký mấy nha? 1 ký. Mấy cá này nó không được đẹp cho lắm. Cá lóc đồng mà nó cũng hơi nhỏ, nó ăn 300g à. Phải ốm. Phải ốm. Nhầm như con nó mới đẻ xong các mẹ. Này chắc nó mới đẻ. Không. Cái này á, là mình không có cắt kỳ để cho đẹp á, chứ không có ai hỏi là để gì cao siêu đâu. Cạo rồi, hết nhớt luôn. Cái này cút chanh á, làm đặc á, đường để cho nó nhiều chứ. Cút me à? Không, nước súp me. Gì chút giống mẹ rồi. Làm nước súp me. Nó cái gì? Cút me. Nó lộn. Mà nó chanh. Nè, nước cốt chanh. Lộn, xin lỗi. Cái này là me này, mình nấu nước sôi đó các bạn. Mình lấy nó ra. Lấy nước cốt nó. Muối nhiều vậy? Mặn hả? Mặn. Nãy giờ để muối chưa? Chưa. Sợ quá. Làm gì mặn được. Giống như người chạy xe, người ngồi sao hả? Ừ. Chạy nhanh quá chậm chậm thôi. Bữa nay để chốt chiên cá đó. Rồi con này nó ốm quá trời luôn mẹ. Cái đầu trời giờ như cái vụ trống luôn. Nó đẻ mới đẻ xong rồi té bầy rồi. Dạ mà bị bắt mất tiêu rồi ha. Ừ. Để bỏ hành vô chế. Mình chế tỏi để mình làm cái súp me. Đó. Quá à, trời. Ơi, mình xong rồi nha, thu phần mình xong rồi đó nha. Gì chút xong rồi hả? Mẹ chưa xong nữa. Sĩ. Sắp 40 rồi già. Sắp 40 rồi. Chủ ế rồi, lưu ế luôn. Rồi, đi theo chốt ngoài kìa. Lưu. Lưu đây với đâu theo? Tính nhóm vậy tính đi theo á. Rồi xong mẹ ăn bột vô. Đó, bây giờ mình sẽ đi tẩm quất. Kêu ăn cá. Nhét vô mấy cái. Cái này là bột chiên giòn đó các bạn. Trời bánh nhét không có vô. Mày nhét cho trong mấy cái khứa trong đó. Đó, cho ta đó. Đây nè. Nó bung ra. Nó làm nè. Nhét cho cái màng nó lên. Dạ, nhét vô cho nó bung ra. Vậy nè, con đẻ đổ vậy con nhét ngon hơn cái gắt ra từ dài. Vô hết đi. Rồi để nguyên chảo vậy nam luôn. Trời chỉ mưa thiệt đó nha. Trời mưa. Mưa thiệt. Mưa nay mưa thiệt chứ mưa giả đâu. Chị... quên cái mùng nữa rồi. Quá trời, nó mưa, quá trời. Gì? Đó giao nhà không, có giá với hẹ không ấy. Giao nhà mà. Giá cũng có giá nhiều. Chuyển mưa thiệt chứ không phải chuyển mưa giả đâu nha. Trời chuyển mưa rồi em. Rồi, lấy chảo bắt lên. Cong đuôi. Rồi cái chảo nhỏ. Thẳng cái đuôi lên. Chảo này hơi nhỏ hơn, nhỏ hơn cá nó dài. Ừ. Cái sọc mà nó nhơ mà. Cái này là mày đấu nuôi đâu, sao giống mình á.
Ba ăn cá hai người. Đổ mồ hôi luôn. Ba người. Ba người luôn kìa. Nó chín cái đầu chứ. Kè lên chút ơi. Nữa cũng đẩy xuống nữa. Cho nó chín cái thân cái này. Cái đầu nè. Đó. Ông trời kêu à, anh lăn thằng Phi à. Trời đất thằng Phi. Trời này là ăn cá cá lóc chiên giòn chút cốc me nhậu với bia còn gì bàn. Ừ. Gấp đừng cho nhảy ăn. Hôm nay tôi gấp cho bà đây. Gấp cho bà đây. Đó. Ba ăn cá ba người. Đó, đó thấy không? Thấy không? Cấp ngay là. Con nhỏ nằm chính giữa đây, hai con bự nằm hai bên. Thấy không? Đó, xong rồi đó, sau mấy hồi cự cãi của ba đầu bếp. Rồi giờ xong. Các bạn thấy nó đẹp không? Rồi bây giờ mình sẽ trang trang miếng sốt me vào. Rồi, sốt me. Trang đi rồi lăn để này lên. Đó, đã chưa? Đâu không? Sốt me làm ngon không? Ngon, vừa lắm. Này gì chút làm đó. Sốt me gì chút làm đó. Hôm qua gì mà nó kẹo. Hôm qua nó sốt cho mẹ làm đặc kẹo. Ừ sao kỳ không biết hả? Tại mẹ làm đem xuống là nó không chảy. Rồi. Thêm nữa đi. Đó. Ừ thôi đó. Làm hết luôn đi. Đó, đó. Rồi. Xong. Rồi, đậu phộng vào. Đậu để vô. Này. Mẹ kìa mẹ có đậu đó. Thì ra bấy em mấy hồi nãy chút kìa. Đó. Đó. Đậu phộng nó chốt rồi. Rồi. Đó, rồi ghi vô. Rồi ghi để lên. Con sắp bún ra để cái bên luôn. Rồi. Bún với cái dĩa làm bánh tráng. Nhìn gấu quá không biết gì. Ôi. Nhìn kỹ kỹ lên thấy bàn cá. Rồi chào mọi người. Chào mọi hôm người. Nay mẹ con mình làm cá lóc chân giòn ăn gói bánh tráng, có gì chút chút lên nữa mời mọi người dùng với gia đình mình nha. Chị chú Út lên. Vậy có nhiêu đó à, có là hai thành viên đó. Rồi bánh này cũng tham gia bánh tráng vui mà quên nãy quên nói là gói bánh tráng. Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi bây giờ chúng ta là thưởng thức nha. Cái món à? Món này không mà ba người cãi lộn nãy âm sầm nè. Đó đó. Người kêu xích lên, người kêu xích xuống. Chà, mắm nêm này ăn là nó sảy à không. Cái này mình chấm mắm nêm này các bạn. Quá ngon luôn. Ôi, ông trời ông ta còn phi quá ông trời. Ông lăn thù phi dữ dằn nè. Để bánh tráng ra kìa. Cái dánh tới gì chút. Coi thôi có. Coi. Bánh tráng kia đâu. Thôi ăn này. Ủa sao có bánh tráng bự nữa kìa. Ừ. Dạ. Em đem lên. Ôi, có bia tổ sẵn rồi thấy không? Chỉ có hẹ với giá là mua thôi, còn tất cả là ở nhà. Ừ. Cá lóc thì mua luôn. Cá nữa. Mình chưa có trồng, mình chưa có trồng hẹ. À, đừng nói là con đi bắt cá bắt cá đó nha chồng. Không, chú biết không họ chú không biết cuốn chú làm sao không? Chú xé bánh tráng nhỏ nhỏ ra, cắt keo nhỏ nhỏ ra vô chén, lùi luôn, bỏ bún bún vô. Nó là kêu ăn bún bún luôn. Bún bánh tráng cái cuốn luôn. Đang gõm không? Rồi nguyên vậy luôn. Ừ. Hôm nay mày cho ăn sốt sốt nữa, sốt hết không mẹ? Hả? Mày cho ăn sốt hết không? Còn miếng, còn miếng. Mẹ sợ nhiều quá chua. Đó, rồi mẹ mình cho cuốn nè. Đó, thấy không? Để này nè. Lắc rồi. Ăn thêm đi, chừa lại anh chị. Cuốn đi cuốn, cuốn đẹp của bà Tư nữa, bà Tư nhìn thấy không? Cái gì kìa? Cuốn. Nhưng mà Tư cũng sao mình chưa? À, thấy cái cuốn của mẹ là thấy xong rồi đó. Thấy tay chân là thấy, thấy cũng có gì chút không? Vào, tròn do luôn. Đây nè con. Nè, thấy không? Ừ, thấy không? Mẹ bự, mẹ làm gói bự.
Cái đó mẹ quấn cho mẹ cuốn gì? Hả? Đó mẹ quấn cho mẹ cuốn gì? Cho nó gọn là ngăn. Cho nó gọn là ngăn. Đừng gớt. Không có chặt gì chứ. Chị cuốn á, nếu mà cuốn dài đó chị lấy cái dĩa. Mà đó còn mấy thì cuốn cầm tay. Không, tại mẹ ham ăn lấy hai miếng bánh ăn. Bởi vậy, ngày xưa mẹ không đi thiêu là phải rồi. Đúng không rồi đi đó. Mai là phải rồi. Mai á nó bỏ. Hồi đó mẹ thiêu được. Thiêu. Thiêu. Lấy cái bằng căng á, căng vô. Mẹ thiêu chưa thập phải không? Không. Thiêu lụi tới lụi luôn vậy nào. Thiêu chưa thập đó. Thành dấu chéo, dấu nhân, dấu gừng, dấu trừ rồi đó. Mày thấy cái gói còn đó. Cái gói trắng còn á. Sản phẩm của chị Tư. Mời quý vị vô cái ca cho nó ngon ha. Mời quý vị, mình ăn ly. Mày có bốn khuôn mặt mày mắt. Mời mọi người. Bốn khuôn mặt mắt hoài. Có bốn hình nhiều chất. Bữa nay cũng viên ngọt nha. Ngon ạ. À. Ngon nha. Wow. Đây. Đây mình chấm đây. Khúc này có gì chút coi nè. Hương vị nè đồng quê. Không nhớ anh dẫn chương trình đó là cái nón nhà thèm luôn. Ngon đó nè. Ngon thiệt. Con gói đưa đó mẹ chan hết vô. Ừ. Ha. Mẹ chan hết đi. Giòn ngon. Giòn, tốt. Trong đây con thấy là có ngon nè, có rau thơm ngon nè, gọi gọi ghi thơm nè, ngon nè. Hai cái đó. Hai cái đó. Con chồng đó. Chồng nó ngon á. Tớ chút. Đi chùa. À đi chùa. Tôi kêu anh nó lên không chùa ra. Đi chùa hơn. Con gói nè, này mình cái thật khéo. Cái thật khéo. Trước xong chút. Mày thấy gì không? Chỉ tay. Qua tay. Ừ. Trời ơi. Chưởng gì cái dòm nó dòm nó cái thấy gì thử. Không tay. Qua tay. Nè mẹ nè. Không tay. Mẹ nè. Ừ. Tay. Là vậy. À, mình đem thường. Thường. Cái gì dài vậy? Không có thấy bông tay đâu mà thấy một rừng ngấy thôi. Hoa tay là kéo đó. Rồi giờ nè. Bún 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 chen quá. Bún chen quá. Không phải, bún miếng sao mình bị ngừng chuẩn lại á. Mình ăn cái gì cũng chất lượng, ra chất lượng, mình phải bún chất lượng luôn chứ. Cái bún này á là không có để người ta có để gì á, không để hàng the, không để chất ngấy, chất chống thiêu. Ừ, đó là từ sáng tới chiều là nó thiêu rồi. Đúng nha. Cái bún nó mắng cũ rồi biết sao, nó đúng nước tủ nước của nó lại là con bún chui lại luôn. Mới. Thôi mốt đừng mua giá này. Ừ. Có mua giá, có nhà hàng không có thôi. Mấy cái khác thay thế cũng được. Mới một chút giá là ăn chút lâu quá một chút chứ. Mày biết chút giá mà ăn đi. Ừ. Mày biết không mà? Biết. Biết. Nè. Thôi làm, mẹ làm con mới tin chứ lấy thiết. Không có, mà đậu năm ngâm nha. Ừ, đứng nào làm đậu, đậu gì, đậu nành hả gì? Trời. Đậu phộng. Trời ơi, con mình nó chơi mình hoài ta. Đậu phộng. Đậu xanh. Đậu phộng. Nè, rồi con biết không? Làm nó mới đáng toàn gan chút chút một lâu à. Tấn, mẹ hồi đó với ngoại mẹ thiên môn chút gần tới đám dỗ là mẹ chút không. Hồi đó chút cha mà mình cho cháu. À đúng rồi đó. Ung cháu. Nhớ là hồi chưa ở nhà là có làm không biết cha làm không mẹ làm. Nước chứ không, dạo nước chứ không, chứ gặp bây giờ dạo nước này nên rửa chắc mạt luôn á. Đúng rồi, hồi đó đem xuống sông. Nhổ một cái đem xuống sông. Giờ chút. Bây giờ là nè, bây giờ con khỏi nè, con lấy cái giấy nè, giấy chút á. Con lót dưới đít. Rồi xong mấy con đậu ngâm nó nở búp búp á. Cái con gãi từng lót lên, cái con lấy miếng giấy con đậy lên cái nữa con gãi từng lót. Nắng bốc lên là đem nó ăn luôn. Qua ngày sau nó đỡ được. Chứ làm sao?
rồi không biết rồi mà tỉa. Vậy phải rồi. Hai nước ba lạnh nữa. 2 tiếng 3 tiếng à. Gần 5. 2 tiếng 3 tiếng à. Không dớt ra. Nó nở hơi nở rồi cái dớt ra. Gãi vô cái gỗ mà gỗ lót giấy. Còn không thấy đồ đậy lại. Rồi. Đâu đây. Rồi sáng dở con nào tưới hết con đi. Đem ra. Lấy cái đầu bóp cái đầu đó. Tưới cũng được. Con lấy cái chai còn là còn được nữa mà. Tại vì con hả? Vậy bữa nào làm coi. Chai làm ít. Ít nè, chai mà chai loại chai nước rưỡi á. Con làm khỏi cái giấy luôn được. Nãy quên cắt giấy gì. Bông bông ăn cũng được. Rồi vô nè. Chút. Vô. Không. 1, 2, 3 vô. Bởi vì mẹ con nó có vấn đề gì khéo khéo rồi mà thôi lại. Nhà đang uống tức rồi. Nãy giờ là con gửi rồi đó các bạn. Cái nước sốt này nó ngọt ngọt, nó chua chua, ăn đã lắm. Ăn không ngán với thêm cá nó giòn giòn nữa. Rồi cái này ăn không ngán với thêm cá nó giòn 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 ăn nữa. Cái lắp đồng nữa nha. Cái lắp đồng nó ngọt ngọt nữa. Nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó ngon làm sao đâu hả? Rồi, vì chút đổi màu rồi. Mẹ cũng hơi à. Mẹ chưa? Tối rồi. Xin... Tối rồi tối. Mặt trời dội thì nói tối. Nguyên mặt trời đấy. Mặt trời kìa. Đỏ tươi kìa. Rồi mình xin kết thúc cái video ở đây nha các bạn. Để tiếp tục ăn còn nóng ngon. Rồi xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.